Happy birthday. 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 Chúc mừng sinh nhật Mia nào. Nào chúc mừng Mia. Từ từ có hai ông đấy. Để ông mặc cái áo ông quay cho chàng hòa. Ông là số 1. Sinh nhật Mia 3 tuổi. Mia mà. Ông là số 1 Mia mà. Để ông mặc cái áo ông quay cho Mia. Ba tiền trăm rưỡi ở đây chụp nhăn nhún à. Rồi chúc mừng sinh nhật mạnh khỏe vui vẻ ngoan ngoãn nè. Bố nó cắt đi mày ngồi đi để cho giá cắt con. Hai chị em cắt đi. Đưa em đi con. Hôm nay nhường em chứ nhỉ. Nhìn ra đây này. Mia cho gái ông. Ông ơi. Mia cho gái ông nhỉ. Bây giờ hai anh thì ăn được chưa nào? Mia cho gái ông. Mia cho gái quá ông ơi. Nào. Làm bây giờ ăn bánh sinh nhật nhá. Nha rồi. Ôi em kìa đấy. Ngon lắm, cái này có mà mấy bao người ăn chẳng hết. Trước mình anh ăn cái này. Quay hoài. Trăm có trứng gà, đồng có trứng gà. Bánh trứng. Trong có bánh đồng đỏ trứng gà hả chị xem? Đông rồi. Có hả chị xem? Có gì? Đồng đỏ trứng gà hả? Ở đâu? Ở trong giữa. Đi đâu ra? Có á. Bánh bông nan thôi. Chỉ có bánh bông nan thôi. Ồ thế à? Vâng. Nó là xốp à? Bánh vâng. Không có bánh bông nan. Ồ nhỉ. Có không em cứ ăn thì em lấy, đừng lấy em là không quất. Ăn đi. Làm có không ăn không? Mẹ ăn đi nha. Mà cô lấy đó, lấy chìa kìa. Chị ơi. Không. Sẽ khui nha. Nắm chuyện. Bánh bông nan này. Bông nan này. Con chỉ thưa bông hồng thôi. Bông hồng đây, lấy cho nó bông. Chứ con hai bông. Ngoan quá. Lấy em bông hồng nhá. Bông hồng của em. Bông hồng em đâu? Đẹp nà, bông hồng em đâu? Bông hồng em đâu? Cái. Hả? Đấy. Bông hồng em đâu? Bánh đâu? Bông hồng em đâu? Đấy đi, đừng đổ ra nữa. Đấy, xuống rồi. Cho mồm. Ngoan quá. Mi ăn cái đầu này. Ngon không? Mi ăn cho Mi ăn cái đầu đi. Em ăn nhá. Chú ăn ăn. Cả nhà ăn. Ăn đây, đây. Em ăn là cái gì em thích em đấy. Không, vừa rồi em lấy một dưới sinh nhật dưới lấy ra chẳng ai ăn. Nên lấy cho Mi ăn. Ăn bánh ngọt. Độc mình. Bánh đấy ngon quá. Ngon quá. Ngon cây. Ngon. Đầu dê. Ok. Mẹ ăn đầu để ông ăn cái cuối nhá. Mẹ ơi, ăn nhá. Để ông ăn cuối này. Ăn đi chú. Em ăn rồi. Để cho. Đấy ăn đi. Nè. Bạn em ăn đồ hồng lên đây, con. Đấy. Nào. Múc một phát. Mơ ngày. Ơ chứ con. Đâu con ăn gì nào? Ăn cái này không?
ăn gì nữa? Ăn này có ba cái ngày tối không ăn. À không tối không ăn. Mình anh ơi. Ôi da, mẹ à. Không ông ra. À mẹ ơi. Ông ăn nha. Ông ăn này. Nhà mấy con gì? Mẹ ai gì? Con cái gì? Con gì? Con gì? Con gì? Nhà nuôi bầy gì? Nuôi gì? Bầy gì luôn nha. À mẹ ăn đi. Trời ông ăn thì ngán, ăn vào ngán hơn. Mình anh ăn quá. Cái gì? Con này. Đốc rồi, đốc cơm, ăn cơm. Không. Dạ. Ăn cái gì? Ừ. Các chị thích ăn gì nó chín là bông hoa. À, ngon ta. Ngon quá mẹ ơi, ngon thế nhỉ. Nói gì ạ? Bác ơi, có cái gì? Kệ con đúng không? Ừ. Ê, con gì này, ăn đuôi ngon. Ăn cái đuôi ngon. Ăn cái đuôi ngon. Ăn đuôi ngon hơn ăn đầu. Tao nói thật. Chỗ nào đấy nhỉ? Cây ăn đúng rồi. Cái đấy là cây ăn đó. Ừ. Cái này là sô-cô-la. Hả, đâu rồi? Ê, tôi ăn cái này. Cái này ăn gì nữa nhỉ? Ăn bánh hết này. Ủa, thế ăn miếng? Không. Cái này ăn gì nhỉ? Cái này nó có một cô nó chụp một cái xong nó nhấc chai này. Xong nó cho những cái này vào cũng làm nó nhanh. Cô em không ăn. Tôi chỉ thích sô-cô-la thôi. Cứ rượu vào cứ nát rượu này chán đến nát là chán thế. Ăn đi. Ngon quá. Bữa sinh nhật sủi gà. Ngon quá. Ngon không Mian, ngon không? Sao? Cái này được không? Cá ăn gì vậy? Cái này được không? Cái này như nào? Không chốc ơi làm. Lấy này nha. Cho ăn đây. Lấy này nha. Cho ăn bữa cơm tối thì làm một tí gì đấy. Đây là con gì ăn như đấy? Con đây. Con đây đồ ăn. Đây không ăn à? Ăn cái nào con? Mẹ. Ngồi đây chơi cùng cháu. Lấy mai nhá. Cứu rồi. Lấy mai nhá. Con chỉ thích ăn sô-cô-la thôi. Ăn thôi đi nhá. Anh nói thật là Hảo ơi, Hảo. Chú bà ơi. Phải mang mấy cái đồ ăn ra đây ăn cơm luôn. Tao phải ăn cơm, bát cơm rồi xong. Xong.